Mẹ đâu rồi ta? Ồ, mẹ kia. Ồ, anh hai nãy giờ kiếm. Mẹ đang mua cái gì đó? Mạch nghiêm trọng quá. Nãy giờ kiếm mua được gì chưa? Để ông hơi ra tử tế dưới mồm dưới miệng nha. Con cầm đi rồi xíu mở lại nha. Xịt nước nào? À, xịt phòng hả? Rồi rồi rồi, sao chưa có tính tiền chưa mở được đâu con? Ừ. Quá đem cho khác nó quay gì nữa. Có cảm nghĩ gì? Ăn no bụng rồi, chơi no rồi. Ồ, rồi cái này là mai ăn sáng bằng này nha. Rồi, để đây xíu xíu tính tiền, xíu mua. Rồi, ok. Mẹ đếm tự đại. Rồi, con đẩy đi. Đừng có Lâu tông mẹ nha. Chị cần gì ạ? Chị cần gì em tư vấn cho chị nha. Chị cần cái gì? Chị cần mua gì em tư vấn cho nè. Chị thích cái mùi gì? Mùi cứt hay là mùi phân ạ? Mùi nước đái, mùi gì cũng có. Chị thích mùi gì? Đây chị, hai chị thích cái mùi lòng não à? Có tiền không mà đi vô đây mua hả? Đi ra ngoài nhanh lên, đi ra ngoài bên dưới số.